Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay mình mới vừa nhờ ông xã mình order online một số áo ấm cho các cây ở ngoài vườn. Mà lần đầu tiên mình xài thôi à. Một cái chiếc áo như vậy thì nó bán cho mình nhiêu anh? Hình như là ba mươi mấy không anh? Ba mấy đồng phải không? Ba mấy bốn chục đồng gì á. Mình mở ra thử coi. Cái áo này thì nó nói là dài, cao 8 feet. Cái bộ cũng lớn dữ ha. Nhưng hay lắm nha các bạn. Cái áo này nè, nó nói là nó không có bị kín hơi. Nó có cái sợi dây kéo đây nè. Đây là cây mận An Thái của mình, Thái Sugar á. Nó rất là mong manh, dễ vỡ, yếu đuối lắm. Nên mùa lạnh tới là mình thấy bắt đầu lo cho nó liền à. Nên để cho giữ, để thử cái năm nay mình có giữ được tàn lá cho cây hay không. Tại vì thông thường những cây mận mà trồng ở ngoài trời mà nếu như giữ được cái vàng lá thì mùa xuân tới nó sẽ trổ bông. Thôi bây giờ mình sẽ nhờ ông xã mình giúp mình một tay các bạn nha. Bây giờ mình trùm nó lên anh hả? Rồi, mình sẽ xếp nó lại nha các bạn. Đó. Giờ mình sẽ rút cái này lại nha các bạn. Bởi vì năm nào á, sau khi mà mùa đông qua rồi á, thì gió nó làm tiêu tùng hết trơn mấy cái xác sơ mấy cái cây của mình à. Nhìn thấy mà buồn luôn á. Rồi, thấy cứng cáp rồi đó. Nào, mình để mình ngắm từ xa xa coi nào. Nó cười quá à. Xây nhà cho cây đó. Bây giờ mình sẽ qua cái cây kế. Mình, nếu mà bốn cái cây thì nó tốt, nhưng mà mình không đủ, thành ra mình cho mỗi một cái cây mận của mình là chỉ có ba cây chống đỡ này thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cây thứ nhất vô nè. Cây này cao rồi. Đó, không nhưng mà nó cũng giúp đỡ được nhiều lắm á. Rồi. Cái này nó cứng rồi đó. Giờ mình sẽ bỏ cái áo vô. Bây giờ mình có thể tự làm mình được nè. Nhưng mà cái này nè có thể giặt được nè. Nó nói sau khi xài xong rồi mình có thể giặt đem cất để đặng cho lần sau. Vậy là 40 mấy đồng, 40 đồng cũng đáng đó nha. Nếu mà mình sử dụng lại 1-2 lần nữa là cũng đáng phải không anh? Đúng rồi. Với lại 3-4 năm nữa cũng bị cái tình trạng là không được rồi anh ơi, phụ rồi anh ơi. Rồi, xong rồi. Rồi, được rồi anh ha. Em cộng nha. Nó cũng cứng cáp rồi nè, ấm áp luôn rồi anh ha. Miếng ơi, ráng chống qua mùa đông nha con. Ráng qua mùa đông nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên đằng trước. Mình ở đằng trước còn một cây nữa, thật ra đằng trước còn hai cây nữa mới đúng.
các bạn ơi, mình đi ra mặc áo cho cây mận nè, nhưng mà mình lay hoay xung quanh cái gốc mận đó thì mình mới thấy là có một vài trái mận cầu nó chín cây, mà mình hái ăn thử thì nó ngọt các bạn. Thường thì mận cầu chín cây nó không có ngọt đâu, nhưng mà không biết sao cái mận cầu chín cây này nó lại ngọt ghê luôn nè. Cái mận cầu này là mận cầu Do Thái, nó chín cây nè. Mận cầu Do Thái này nó chín cây nó lại ngọt mà nó còn dai nữa nè. Nè, cái độ dai mình bóp nè, nó dai chứ nó không bị bể. Cái này chắc mình hái mình lặt cuốn đi. Mấy cái trái này cũng chín hết rồi. Hái luôn mấy trái này. Hái hết cây luôn. Chắc cái cây nó mừng dữ. Hái luôn trái này. Ây. Ôi, rớt mà rớt vô luôn ở trong này mới ghê chứ. Này chín luôn. Mận cầu chín cây mà chín quá chừng luôn. Mấy trái như vậy là ngon lắm luôn nè. Mấy trái vàng vàng vậy nè là ngon lắm luôn nè. Cây ổi đỏ không hộp của mình trồng, cái này của nhà Lê Đình cho cây con, để mình chẻ thử coi ngon không nha các bạn. Biết có hộp không nữa, giống như có hộp vậy ha. Cây ổi này là có hộp này các bạn. Cây ổi bên nhà Ly Đình gieo hộp trồng, thì bên nhà Ly Đình không có hộp, nhưng bên mình có hộp. Để mình ăn thử cây ổi này nó có ngon không nha các bạn. Bên Ly Đình thì nó nói là ổi nó hơi mềm, còn cái này thì mình thấy giòn nè, thấy cái dĩa giòn nè. Màu đẹp ghê không. Đúng à, nó mềm. Nó mềm nhưng mà vị đậm đà lắm. Nó mềm nhưng mà cái vị rất là đậm đà, chua ngọt đậm đà. Không thơm ổi. Ngọt thiệt á. Ổi ngọt. Không thơm ổi. Cái giống này lạ quá ha. Nhà Lê Đình á, nó trồng á là không có hột luôn, mà cái cây này bên đây có hột nè. Ngọt quá ha. Này mình chẻ trong là mình đụng rồi. Màu đẹp, đẹp như mơ. Cái màu quá đẹp luôn. Giờ mình lên phía trước đi thu hoạch cải nha các bạn. Này là dạ đủ rồi hả? Đủ rồi đó. Đẹp lắm anh ha. Nè. Nhưng mà cái này chưa bự, em nhớ hồi năm trước á. Em trồng sao mà lớn ơi là lớn luôn anh. Năm nay là cũng bé bé thôi à. Anh chở em đi mua cây trồng nữa được rồi đó. Nó dư ra cái chỗ nào cái phải trồng nữa hả? À. Đẹp anh ha, nghe nè. Hai cây. Sorry. Rồi. Cái đất nó cũng có rau.
xanh của mình này kìa các bạn. Mình thu hoạch luôn. Để mình nhổ mấy cái cỏ này bỏ đi đi. Để con lát cái nó vô, cái nó lộn, lẫn lộn trong cái cải xanh mất công lắm. Đụng tới là thơm phức. Cả nhà trồng ăn ngon. Mình cắt hết như vậy đi rồi con lát á, rồi mình mới nhổ cái gốc. Tại thường thường mình nhổ gốc á, nó lên đất á. Ông xã mình là thích ăn cái cải này nè. Cải này ăn bánh xèo hay là ăn luộc, ăn nấu canh chả cá, nấu canh thịt, ăn kiểu gì cũng ngon hết á. Lâu rồi mình không có làm bánh xèo anh ha. Giờ bận quá. Hồi xưa vậy chứ muốn ăn là làm ăn à, bây giờ muốn ăn là cũng phải ngóng tới ngóng lui rồi có thời gian hay không. Non nước là thơm, cái mùi này thèm bánh xèo bánh khọt luôn á. Mùi đồng nồng của cải. Để tủ lạnh hai bữa nữa ok. Đúng rồi, chắc là giữ lại quá. Để lại vài bữa nữa. Ngày mai ngày mốt gì nghe đâu trời mưa nè. Cái mình rủ mấy anh chị mình về bển mình làm bánh xèo ăn anh ha. Được á. Thấy hàm quá. Cái này là đồng nghĩa với là mình trồng cái mới được rồi nè anh ơi. Biết chừng nào anh chở em đi S&S mua một ít cái gì mới mới về trồng. Hay cái chỗ này mình trồng cà, mình gieo cà rốt không anh? Cũng được á ha. Đủ, đủ đất nè. Để trồng cà rốt á. Bây giờ rau cải mắc. Vừa trồng ở nhà vui mà lại có rau ăn, rau sạch ăn nữa. Rau mấy nhà mình trồng như vậy ha. Phần lớn là mình không có rải phân nè. Mình không có thuốc trừ sâu luôn. Mình chỉ dùng đất của Podin Mix, dùng compost, mình dùng phân bò, phân gà. Mình mới vừa thu hoạch xong được một rổ cải xanh. Dự tính của mình với ông xã mình sẽ rủ mấy anh chị về bên kia để làm bánh xèo ăn. Còn bây giờ thì mình xin dừng video ở chỗ này. Cảm ơn các cô chú, các anh chị đã xem video của mình. Xin chào tạm biệt, bye.